Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình quay trong một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp mọi người ơi. Kìa, nhìn phía xa xa kìa. Không thấy gì hết. Không thấy gì luôn à. Hôm nay mình sẽ tiết lộ cho anh em một bí mật. Hồi trưa lúc mình đang nằm á, anh em ăn cơm xong mình đang nằm á, là mình thấy Lùng đang nhìn tin chữ gái anh em ơi. Bây giờ, muốn lấy vợ chưa? Gì đó. Để quen lâu chưa? Không quen à. Đâu, quay đây cắp. Hết dịch cứ vợ. Có tiền không? Trời ơi, sao lấy vợ? Lùng chưa có tiền lấy vợ anh em ơi. Nhưng mà thấy chưa thấy những tin chữ gì vừa cũng đang tiến tới một mối quan hệ đấy nào đỡ. Nào mình tìm hiểu rõ hơn mình sẽ nói cho anh em nghe nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với món đùi gà nướng siêu cay. Thì có một bạn yêu cầu mình nướng đùi gà siêu cay thử nó sẽ như thế nào. Và mình đã chôm được 5 cái đùi gà của anh Tiến anh em ơi. Thì trước tiên mình sẽ cắt nó ra để mình ướp gia vị cho nó thấm anh em. Chứ còn nguyên cái đùi này mà bỏ vô ướp gia vị thì nó cũng không có được thấm lắm đâu. Mình sẽ cắt nó ra. Bên kia giờ đang mở nhạc sập sình rồi. Đấy, anh em đã nghe nhạc to chưa? Dịch bệnh mà đang làm clip này mà cũng được nghe nhạc sàn nữa thì quay bố. Quay. Phải phải. Thì, ráng hết dịch là anh dẫn Lùng đi tới nhà bạn gái hỏi cưới nha. Nha. Ok luôn. Đó, quá đẹp cấp. Ngon. Nay mình sẽ nướng siêu cay nha anh em. Đây, mình đã xay một ít ớt ở đây. Đấy, nhìn ớt không luôn. Và thử anh nó sẽ như thế nào. Còn đây là gia vị quen thuộc, đây là sốt nướng mà mình đã từng nói với anh em là đây là do anh Hưng đầu bếp làm nên là mình không biết công thức. Chứ mình cũng không biết nêu ra những gia vị gì trong đây. Nhưng mà nó là sốt nướng. Ướp cái này thì lúc mình ăn nó khá là vừa, mình không cần phải chấm thêm cái gì nữa đâu anh em. Rồi. Mình sẽ bỏ thêm một ít dầu vô để cho nó khi nướng nó khỏi cháy á anh em. Đó. Dẫn cho chuột cày xé lử luôn rồi. Ủa ăn không? Ăn. Thiệt không? Không ăn. Không, sao chở bằng nhanh dữ. Ủa làm YouTube với chú Kho không? Ủa. Làm không? Làm. Thiệt không? Vậy Bu quay với chú Kho, anh Lùng quay với ai? Quay dưới chú Kho, rồi tao quay dưới Lùng. Dạ, ok chú luôn. Chú Kho quay dưới ba. Chú Kho quay dưới ba hay quay dưới Bu? Chú Kho quay dưới Bu, ba. Dưới Lùng, ba quay anh Lùng. Ok luôn, thế mình ăn chia nha. Chú Kho. Dạ, ok, ăn chia nha. Ok. Rồi vậy, hello cô chú đi. Hello cô chú. Chúc cô chú có một buổi trưa vui vẻ. Đừng hộ chú Kho nha. Đừng hộ anh nha. Nó nghe gì luôn. Được rồi. Yeah. Giờ mình đỡ cho nó ngắm. Yeah. Im. Trong cái thời gian quay là mình không được la, hiểu chưa? Ok không? Rồi bây giờ mình đỡ, mình ướp tầm 10 đến 15 phút cho nó thấm cái đùi gà này đã nha anh em. Rồi mình đem lên nước. Đã ướp được 16, 17 phút rồi anh em ơi. Thì nó cũng đã thấm rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lên mình nướng nha. Yo, nóng thấu luôn. Còn một cái đùi gà chưa cắt nè. Rồi mình lên cái dao mình cắt nó đã. Mình đã cắt lại cái đùi gà này và mình trộn gia vị thêm cho nó đi. Rồi ok. Bỏ lên luôn. Đấy. Giờ chỉ chờ nó chín thôi, mình nướng thì lửa nó cũng không to lắm đâu nên là không sợ cháy. Còn cái gia vị này chút nữa mình sẽ quét lên lại một lần nữa nha. Cho nó điều được cái đùi gà cho nó ngon hơn anh em. Quậy cứ đứng nhìn cực cường luôn nha các bạn. Quậy. Tao giờ mình chờ nó chín nó nha anh em. Mình đang đợi cái đùi gà nó chín anh em ơi. Đây, anh em nhìn ra hướng vào đây. Đấy, quay được cái hoàng hôn kia anh Tiến. Lúc nãy nó còn nắng rất là đẹp luôn, nhưng mà bây giờ thì tắt luôn nắng rồi. Thì cũng có vài người đi ngoài đường thôi anh em, cũng không có đi đông. Ví dụ như trong khu này thì đi trong khu này thôi chứ cũng không ai vô hay là ra được hết.
thì có những người lớn tuổi một chút thì nhiều nhiều đi tập thể dục một chút nhưng mà vẫn đeo khẩu trang thấy rất là ok đấy mình. Nhưng mà bây giờ mình được ra đây ngồi chào chắc sướng lắm ha. 2 triệu thì mình đi dạo dạo chắc được chứ, nhưng mà dạo chắc mang Covid về luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ chờ cho cái đùi gà nó chín rồi review cho anh em xem nha. Bỏ lửa xa nên là con không sợ cháy đâu nè. Mình nghĩ là nó cũng chín cũng đều. Chúng là mình vét một lớp gia vị lên nó nhìn đỏ lè luôn. Chín rồi anh em ơi. Thì lúc nãy mình đã thêm một lần nước nữa rồi. Bây giờ là nó đã khô rồi. Đó. Đó. Bây giờ mình lấy xuống thưởng thức thôi. Hơi cháy chút anh em nhưng mà không sao. Cái đây là cháy tới da luôn nè. Mà vậy nó mới chín anh nó mới an toàn anh em ơi. Thôi mà. Siêu to khổng lồ ấy. Nào, thưởng thức thôi. 5 cái, mỗi người 1 cái. Ok không? Ok. Rồi, đi vào đây thưởng thức. Giờ bắt đầu thưởng thức luôn em ơi. Mình ăn trên cái lò thần thánh đây cho nó lẹ nha. Rồi, ở đây có 5 cái thì 4 người 4 cái và anh Tiến quay phim 1 cái. Rồi, vô. Cấm. Rồi, ông Bu quen gì mày? Tao nói mày. Con ăn. Con ăn xì heo. Thì Bu lũ kêu là con ăn xì heo. Chúc ba cho anh xì heo nha. Chú có không cho ông ăn đùi gà làm gì? Do cái đây là nước nó cay nên là Bu không ăn được. Đúng là YouTube mình sẽ cứ muốn ăn thịt heo, cứ ăn thịt gà. Để mà ăn thịt heo nha. Ăn thịt heo ok không? Ok. Ok. Tỷ lệ chia làm sao? Anh thịt heo đầu nước thịt heo luôn. Ok luôn, vô. Rồi ăn cái đùi cháy cháy đây. Ăn cái đùi. Vô, mà anh em nha, mình có pha sẵn một chén chấm này. Chấm cho thêm vị. Vô, mà anh em nha. Chụp. Đúng. Ơi bà, đùi gà nghiệp. Đúng rồi. Nghiệp quá hả? Gà nghiệp nên là nó hơi mềm. Đúng rồi, nó còn nước chơi. Chúng chấm thì miếng canh thịt chua nó ngon thiệt á. Thử tay gờ kho nữa sao. Đây, mời đi nha. Ngon lắm á. Ngon. Đu ăn đùi gà không? Sao? Nóng ngưỡng nữa nha. Không anh nè. Thôi. Hành cây. Cái này ngon, mà nó mềm quá. Do đùi gà nghiệp mà. Cái da ngon lắm. Đó, nghiệp. Da hơi cháy cháy xuống mà ngon lắm anh em ơi. Đùi gà bốc đêm. Đùi gà bốc đêm. Sao bốc đêm cái cháy quá. Thấy. Thấy. Cũng không có cháy lắm đâu. Gà đây có trứng. Mẹ trứng. Gà này có trứng. Gà này có trứng lắm. Thằng thắt. Ôi hồ. Đúng, gà kia có trứng lắm á. Đâu phải dở à? Tuy là đùi gà cũng nhịp nhưng mà cũng ngon này mày. Đúng, gà kia có trứng luôn. Cái cây ăn đá thật. Ba, gà kia có trứng á. Giờ cái đoạn này là hết cầm chém chấm được rồi. Mình xé đoạn này ra, đặt nhìn nhìn nè. Da nó, nước nó hơi dần dần. Cái dưới này cũng ngon. Cái sùng này. Thôi nhìn lớp da này, nước nó hơi dần dần không? Bi cái đây rồi. Ngon. Vô, bên em nha. Không kìa da ngon người ta hả? Da giòn giòn á. Nhờ than á. Giòn nhờ than á. Không phải nhờ công sức mình nữa, mình nướng rồi. Sao nó màu thuẫn màu ra người ta. Mẹ, mẹ ăn lên rồi chút khoa ăn nha. Sao màu thuẫn? Anh sợ chút khoa anh hết sao chứ? Mẹ anh ăn lên rồi chút khoa anh hết đó. Wow. Sao luôn ngon không? Ngon. Hôm qua. Mẹ ăn cái kia. Ăn cái kia. Tiếng thử miếng anh Tiếng. Ăn đi chị. Cắn miếng anh vui chị. Rồi. Cho anh cầm cái đùi gà này vô. Con cầm ra. Đúng rồi, có thằng con được ạ. Cầm không? Hả? Ừ. Sao cầm? Chúng anh ăn sau nha. Ừ. Ngon không? Anh thử miếng ngon không? Ba ơi.
ơi. Ê. Bữa nay chú trên đá kêu lấy câu cá gì ăn á. À. Nó đi câu cá nào mà bộ gặp đi. Chết rồi. Bữa nay chú trên đá, chú trên bên bắt con cá. Bắt con cá trong mơ phải không bộ? Bắt con cá vô phi. Ừ, trong mơ. Cá vô phi nó cười lắm. Chứ là Bu quyết định không ăn đúng không? Không ăn. Lý do tại sao không ăn? Bây giờ con cua nó kẹp vào sao ăn? Thôi nó bỏ ra nó đi. Giờ hỏi nó không biết nói gì đâu. Giờ lúc nói phân vân quá. Đây phần dưới đây ngon này nè. Mở phiếu. Đây phần đây cháy ngon này. Giòn hả? Giòn hả? Giòn hả? Giòn nó bị uống. Không ăn. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Thì có lẽ mình dừng clip tại đây thôi nha. Thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye, và hẹn gặp lại nên những clip sau. Đừng quay hết cái cua gà của mình rồi ăn. Chừng hết mà, nhanh nhảy. Còn bây giờ nha, biết làm gì không? Đi qua anh con gà của anh Tiến. Ok không, đó dành bụng qua anh con gà của anh Tiến chưa? Bye bye anh em nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em.